tuần tháng 7 vừa qua, tại Trung Quốc, mưa lớn khiến một đoạn đê ở huyện Trung Châu thuộc tỉnh Giang Tây bị vỡ trong đêm. Hơn 8.000 người phải sơ tán khẩn cấp, thiệt hại ước khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Đây chỉ là một trong số nhiều thiên tai đang diễn ra tại Trung Quốc cũng như Việt Nam, là sự cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ mất an toàn của hệ thống đê trước mùa mưa lũ đang cận kề. Hiện Việt Nam có gần 9.100 km đê từ cấp 5 đến cấp đặc biệt. Tình hình vi phạm pháp luật về đê điều vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và đáng lo ngại là đến từ sự chủ quan của một số địa phương. Đê Tân Yên chủ yếu là tựa vào lòng núi. Đấy. Thế còn cái chỗ khu vực này thì nó là cái nền đất rất tốt. Đấy. Thế cho nên là cũng có lòng tin về nó là đấy. Nhiều năm ở khu vực đồng bằng sông Hầu không có lũ lớn, bởi vì thì chính như đấy là một cái yếu tố mà dẫn đến cái việc có chủ quan giữa nhận thức của người dân cũng như kể cả chính quyền. Thôn Lãn Chanh, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, ngay sát chân đê Hữu Thương, hàng chục căn nhà vẫn tồn tại. Căn nhà ngay sát chân đê của gia đình ông Nguyễn Quý Thoan mới hoàn thành. Hạt quản lý đê Tân Yên cho biết, ngay khi phát hiện gia đình ông Thoan đào móng xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê Hữu Thương vào tháng 3 năm 2020, hạt đã lập biên bản gửi xã Liên Trung và huyện Tân Yên. Tuy nhiên, kết quả là công trình này đến nay đã hoàn thành. Từ khi công trình xây dựng, hạt quản lý đê chúng tôi là đã phát hiện kịp thời và cũng đã mời các bên liên quan như ủy ban xã, phòng nông nghiệp, phòng tài nguyên xuống làm việc. Nhưng mà sau đó thì đến nay là công trình cũng vẫn không được xử lý. Đến nay thì công trình nào đã thi công xong, hành động của địa phương là có nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng chưa được quyết liệt. Ngày 26 tháng 3, khi công trình bắt đầu được khởi công, hạt quản lý đê Tân Yên đã lập biên bản vi phạm và làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Liên Trung, yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã phối hợp đình chỉ xây dựng. Ngày 9 tháng 4, hạt quản lý đê Tân Yên lại tiếp tục lập biên bản lần 2 và đồng thời mời Ủy ban Nhân dân xã Liên Trung cùng đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên xuống làm việc và cũng yêu cầu chủ hộ dừng thi công và báo cáo Chi cục Thủy lợi. Ngày 10 tháng 4, Chi cục Thủy lợi có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên về việc xử lý vi phạm này. Ngày 22 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên yêu cầu xử lý vi phạm này. Đến ngày 8 tháng 5, hạt quản lý đê Tân Yên lại tiếp tục lập biên bản lần 3 đối với gia đình nhà ông Thoan. Ngày 22 tháng 5, tỉnh Bắc Giang lại tiếp tục có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên. Sau hàng loạt các văn bản, công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều chẳng những không được tháo dỡ mà vẫn tiếp tục được xây dựng và hoàn thành. Liên Trung nó là mãi cái xó kia là đến khi gần xong thì mới phát hiện ra, cái đê điều phát hiện ra thì xuống lập biên bản thì trong quá trình làm thì ai người ta chính quyền làm sao lúc nào có thể đến trông canh sự hoàn đâu ở đấy thì họ làm chứ về cái họ lại trồng mới được gạch lên, thế là đến bây giờ xong thôi, không chính phủ thôi. Công trình phụ mà đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên nhắc tới chính là căn nhà 2 tầng này. Hàng loạt các văn bản được gửi đến mà chính quyền xã Liên Trung, huyện Tân Yên đều chậm trễ trong việc ngăn chặn, thậm chí có thể là dung túng cho hành động sai phạm. Để bây giờ khi công trình đã hoàn thành, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên lại xây dựng phương án giải quyết. Phương án thì trong báo cáo có rồi, cho anh em xem xong có lại này. Phương án này là phải di rời bỏ ra và phải thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Như anh nói đấy, cái phần nào mà đã xây dựng trước cái lúc lập bản thì tôi đền bù, nhà nước đền bù. Còn phần xây dựng sau lúc lập bản thì tôi bảo là tôi đền bù. Đấy, nãy nói. Phương án đấy đã lập chưa? Đã chính thức. Đây, xin ý kiến thường trực rồi và đang cho anh em chuyên môn đã tiếp toán. Tại sao bây giờ mới bắt đầu lập phương án đấy ạ? Mà tại vì vi phạm là đã từ rất lâu mà đến bây giờ huyện mới bắt đầu lập phương án. Phải xin chủ trương, có chủ trương được. Mà một sự việc cũng kéo dài lâu như thế rồi mà chủ trương đến thời điểm này vẫn chưa, tức là mới được thông qua và chưa có phương án cụ thể đúng không ạ? Phương án cụ thể là chưa có đến thời điểm này, tức là bây giờ mới gọi là dự kiến phương án. Không phải dự kiến mà là đang cho anh em chuyên môn để nó tính toán cụ thể để xây phương án, đó là đang giai đoạn xây phương án. Thì dự kiến đến khi nào thì sẽ chính thức có phương án chính thức ạ? Đây chuyện xong thì nó cũng anh em chuyên môn thì nó tính thế nào nhưng mà chắc là sẽ gần thôi. Nó tính ví dụ như là đất giá bao nhiêu này, diện tích này theo sổ đỏ nhé. Nhà thì phải tính hai cái loại nhà ở nó thì xây lâu lắm rồi phải đền bù cả. Còn công trình phụ rồi thì ví dụ như là từ anh xây từ lúc tôi là biên bản trở về đến đây thời điểm này tôi không đền bù. Còn từ lúc lập biên bản trở về trước đấy thì tôi cũng phải đền bù. Nhà nước cũng phải đền bù. Tóm lại là bây giờ là cái phương án đấy thì khi nào thì sẽ có phương án? Thì đây đang chờ anh em chuyên môn nó xây dựng xong nó báo cáo, sau đó phê duyệt các thứ, sau đó là thực hiện thôi. Khoảng dự kiến thì nay là bao nhiêu nhỉ? 10 nhỉ? 10. Chắc được từ nay đến tháng này. Từ nay đến hết tháng 7. Cố gắng là cố gắng tháng 7. Chắc hôm nay bỏ đi chuyển lương đi chỉ tỷ hơn tỷ bao nhiêu. Phương án xử lý vẫn còn đang trong giai đoạn tính toán và đến thời điểm phóng viên Truyền hình Nhân dân đến ghi nhận sự việc cũng chưa có một cán bộ huyện nào đến làm việc với gia đình ông Thoan về vấn đề này. Cán bộ huyện chưa bao giờ xuống đây đề cập tất cả vấn đề đất đai với lại đền bù hay là nọ kia. Nếu trong trường hợp đến thì nếu mà khi nhà nước đã dùng cái đất mà chúng tôi phải bắt buộc là phải di dời thì chúng tôi phải chấp nhận thôi. Đối với cái công trình nhà ông Thoan thì nó nằm ở cái khu vực đấy là có dân cư đã sinh sống. Thì tuy nhiên là cái phần vi phạm của ông Thoan là sẽ ảnh hưởng đến an toàn về đê điều nếu như mùa lũ xảy ra vì xây dựng trong hành lang đê. Gia đình ông Thoan có 8 người với 4 thế hệ cùng sinh sống trên mảnh đất này. Nhà được xây dựng từ lâu đã xuống cấp, có nguy cơ đổ, đe dọa đến tính mạng và tài sản của mọi người trong gia đình. Do đó ông Thoan đã quyết định xây mới lại khu nhà. Không chỉ gia đình ông Thoan, bên bờ đê này còn hàng chục ngôi nhà nữa cũng đang nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều. Những tuyến đê luôn luôn có vai trò quan trọng xung yếu trong vấn đề bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mỗi mùa mưa bão. Tuy nhiên, những công trình như thế này vẫn mọc lên ở ngay trong hành lang đê. Và cho đến thời điểm này thì chính quyền địa phương, mà cụ thể ở đây là Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên, vẫn đang loay hoay đi tìm phương án để xử lý. Và điều đó có nghĩa rằng người dân đã đang và sẽ tiếp tục phải sống trong sự thấp thỏm, lo lắng bởi sự an toàn của mình đang bị đe dọa bởi những công trình vi phạm như thế này. Theo pháp lệnh về đê điều năm 1989, Nghị định ngày 15 tháng 12 năm 1990 hướng dẫn thực hiện pháp lệnh quy định phạm vi bảo vệ đê kể từ chân đê trở ra 25 m về phía đông. Thế nhưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chính quyền huyện Tân Yên cho gia đình ông Thoan lại thực hiện vào năm 1998 đã vi phạm pháp lệnh. Khi luật đê điều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007 quy định phạm vi bảo vệ đê kể từ chân đê trở ra 5 m. Vậy mà huyện cũng không rà soát, thu hồi, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không phù hợp theo các quy định. Theo luật đê điều thì những trường hợp vi phạm nêu trên sẽ phải xử lý để trả lại hành lang đê, bảo đảm an toàn phòng chống lũ. Tỉnh vừa rồi là cho đang có chủ trương xây dựng đê kiểu mẫu. Đê kiểu mẫu rồi. Cái này chỉ vì cái chuyện này mà huyện mà họ không đầu tư cho mình thì huyện mất 100 tỷ. Thế nên là muốn là giải phóng đi để họ đầu tư vào. Thế cho họ mà không đầu tư vào, nghe nói là cái đê là chính nhất mà. Đấy, đầu tư 100 tỷ, thu xin tiền trung ương. Thế nên vừa rồi có đoàn khảo sát đi rồi thì chúng tôi cũng nắm được chính huyện là đề xuất là giải phóng bằng cái từ quấy giờ. Đấy, mà chúng tôi rất muốn làm để cho thành đoạn đê đẹp và đoạn đường của đây đi đẹp lắm. Nên vừa giải quyết giao thông, vừa là an toàn đê. Đấy, mà tỉnh chủ trương là đê kiểu mẫu. Cho nên cái này là quy lợi của huyện, cho nên huyện vẫn phải kiểu gì kiểu vẫn phải giải phóng mặt để giải phóng đoạn đê kiểu gì kiểu thế này. Cái nguyên tắc trong đầu tư cho đê điều, một là đảm bảo an toàn trước tiên, thứ hai là mới đến đẹp, đúng không? Làm an toàn trước đến làm đẹp sau. Nếu mà chưa đủ tiền làm an toàn đừng có làm đẹp. Có thể nói bệnh thành tích đang là căn bệnh trầm kha mà chưa có liều thuốc đặc hiệu nào chữa được hiện nay. Câu chuyện tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũng là câu chuyện điển hình tại nhiều địa phương hiện nay. Cái vi phạm về đê điều, nếu như chúng ta làm không nghiêm thì đừng nói câu chuyện an toàn. Hiện nay là vì không có lũ nên cảm giác sử dụng một số bãi sông nó rất đơn giản. Nhưng mà lũ đến thoát lũ vào đâu? Báo động cấp 3, trên cấp 3 lũ chạy vào chỗ nào? Thì lúc ấy bắt đầu mới tức nước vỡ bờ. Đê mà vỡ đê thì cái điều thì nó lại có những cái lúc ấy là cái hậu quả nó rất khủng khiếp. Chúng ta đừng nhìn vào trước mắt sử dụng một số bãi sông khai thác cát, đúng không? Sử dụng một số bãi sông xây nhà mặt đê vân vân thì cấp phép không đúng này, nhưng cũng có một số chỗ là có thể thu được một số kinh phí. Nhưng mà cái thu ấy nếu như vỡ đê thì chúng ta thấy hậu quả nó thế nào, và cái thu ấy đủ được bao nhiêu phần trăm khi chúng ta xử lý hậu quả, trả được bao nhiêu phần trăm. Tại hội nghị trực tuyến giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện có đê từ cấp 3 trở lên đã nhấn mạnh nguy cơ mất an toàn đê điều của nước ta hiện nay đang rất cao. Đặc biệt là các vi phạm pháp luật về đê điều ngày càng tăng qua từng năm và tính chất ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng vi phạm phổ biến nhất là đó là tình trạng xe quá tải trọng được phép đi trên đê. Các đồng chí hình dung là cái đê thì được sau khi được nâng cấp gia cố thì chỉ được tối đa là 12 tấn. Thì hiện nay là các cái xe tải nặng 2-30 tấn đi trên đê sẽ gây hư hỏng mặt đê và sẽ là rất khó khăn cho công tác tuần tra, cho công tác ứng cứu hộ đê trong mùa mưa bão. Các cái doanh nghiệp, các cái cá nhân doanh nghiệp ra là xây dựng các cái công trình nhà ở, nhà xưởng, rồi là thậm chí là san lấp tạo thành các cái khu tái định cư hay là giãn dân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sau hạn hán gay gắt trên diện rộng, thì năm 2020 sẽ có mưa lũ bão diễn biến phức tạp, khó lường và đe dọa mất an toàn hệ thống đê điều trong thời gian tới. Nếu như mà một trận mưa trên 300 mm trong thời đoạn trong vòng 24 tiếng mà như ở Quảng Ninh năm 2015 đấy, mà đổ bộ mà mưa ở khu vực thượng lưu của hồ Hòa Bình, hồ Sơn La, và trong trường hợp cuối mùa lũ, tức là cuối mùa lũ là các hồ được phép tích đầy nước, không còn dung tích phòng lũ nữa, thì với một kịch bản như vậy thì tất cả các hồ sẽ phải xả hết cái lượng mưa đấy xuống. Thì cơ quan chuyên môn của chúng tôi đã tính là mực nước sẽ vượt mực nước báo động, vượt mực nước thiết kế đê là 2 đến 2,5 mét, và như vậy thì kể cả đê Hà Nội vẫn bị tràn, hiện nay vẫn bị tràn. Và tràn thì chắc chắn là sẽ có những chỗ sung yếu sẽ vỡ. Theo luật đê điều, hạt quản lý đê đóng vai trò phát hiện và ngăn chặn sớm hành vi vi phạm. Chính quyền cấp xã huyện có vai trò xử lý vi phạm. Vì vậy, nếu không có sự gắn kết giữa các đơn vị này trong vấn đề phát hiện và xử lý vi phạm, thì chắc chắn nguy cơ mất an toàn hệ thống đê điều là không thể tránh khỏi. Về nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, chúng ta đã có quy định rồi. Đã có 104, đã có 08 về nêu gương, 104 về trách nhiệm đứng đầu của Đảng quy định rất rõ, thưa đồng chí như thế. Thì như vậy là các đồng chí chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm chính trong cái xử lý vi phạm đê điều. Và trong quá trình mà xử lý các vi phạm này á, thì tôi đề nghị là các huyện các anh phối hợp chặt chẽ và có những cái việc là yêu cầu công an huyện phải tham gia trực tiếp. Từ năm 2011 đến nay, 21 tỉnh, thành phố có đê đã xảy ra 10.678 vụ vi phạm đê điều, nhưng mới chỉ có chưa đầy 1/3 trong số các vi phạm này được xử lý. Trong bối cảnh tình hình thiên tai ngày càng cực đoan khắc nghiệt, công tác hộ đê, phòng lụt đang rất cần sự chung tay của các ban ngành liên quan và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Bởi sự an toàn của người dân trước mùa mưa bão luôn đến từ những quyết định kịp thời này.